Em thích ăn quả gì? Em thích ăn xoài nhất, còn chị? Chị thích ăn nho nhất. Tại sao chị thích ăn nho? Vì nho có vị ngọt. Em thích ăn quả gì? Em thích ăn xoài nhất, còn chị? Chị thích ăn nho nhất. Tại sao chị thích ăn nho? Vì nho có vị ngọt.